tóc mái để xòa cũng được, vì chỉ cần thay đổi chăm chút một tí là bạn sẽ thấy gương mặt thật hài hòa và xinh xắn hơn. Đó cũng là lý do mà hội gái Nhật, Hàn dành cả thanh xuân để trau chuốt cho tóc mái, giúp tổng thể xinh xịn từ trước ra sau. Những nàng đang không biết để mái kiểu gì hợp mặt hoặc là đang muốn đổi kiểu mái khác cho mới lạ hơn, thì top các kiểu tóc mái làm mưa làm gió trong năm 2020 mà Blog New sắp đưa ra này sẽ là gợi ý hay ho dành cho bạn. Hãy cùng tham khảo nha! 1. Kiểu tóc mái phồng uốn cong mềm mại. Một trong những kiểu mái phổ biến ở các salon hiện giờ phải kể đến mái phồng uốn cong ra sau tai. Sở dĩ, kiểu tóc mái này lại gây điên đảo chị em đến thế là vì chúng có sức mạnh giúp chỉnh sửa mặt tròn lẫn mặt vuông. Nhờ độ cong lý tưởng, chiều dài ngang gò má, mặt tóc mái có thể che đi phần thịt gò má vô cùng ổn, làm tăng chiều dài gương mặt, tạo cảm giác mặt nhỏ nhắn, thon gầy hơn. Thay vì để mái thẳng dài thì các nàng mặt vuông nên diện kiểu tóc mái uốn cong, làm phồng để mặt tiền thêm thanh thoát, nhẹ nhàng, các góc cạnh trên mặt cũng bớt đi vẻ cứng nhắc. 2. Kiểu tóc mái phồng có ria tóc dài. Hồi chị em mặt tròn, mặt to còn có thêm một sự lựa chọn khác là để kiểu tóc mái thưa, uốn phồng nhẹ, cắt tỉa một đường tóc ở trước tai để tăng thêm nét hài hòa, đồng thời khiến gương mặt nhỏ hơn bình thường vài chân kính. Kiểu tóc mái này cũng được các chuyên gia làm tóc xác định sẽ mang đến vẻ quyến rũ, ngọt ngào cho các quý cô sở hữu. 3. Kiểu tóc mái truyện tranh. Thêm một kiểu mái phổ biến năm 2020 mà các tín đồ làm đẹp không ai không biết chính là tóc mái búp bê. Và dĩ nhiên, nhân vật truyền cảm hứng là Lisa, chứ còn ai vào đây nữa. Tóc mái ngố của Lisa còn được gọi là kiểu mái truyện tranh vì diện lên giống các nhân vật trong truyện. Ngay cả khi bạn không có một gương mặt tỷ lệ vàng hoàn hảo như là đóa hồng Blackpink, đi chăng nữa thì vẫn có thể diện, chẳng sao cả, nên nàng mặt tròn vẫn đu đưa được kiểu tóc mái xinh xắn này nhé. 4. Kiểu tóc mái kiểu Pháp. Kiểu tóc mái ngọt ngào kiểu Pháp cũng được đưa vào xu hướng top các kiểu tóc mái làm mưa làm gió trong năm 2020 này. Để diện chuẩn chỉnh trên kiểu tóc mái này, trước hết bạn cần có một phần mái mỏng manh, tóc mái có chút messy ở trước trán, trông rối nhẹ nhưng lại vô cùng tự nhiên. Quan trọng hơn, đây còn là kiểu tóc mái nịnh nhiều gương mặt, ai thích cũng có thể nhích được liền. 5. Kiểu tóc mái thưa ngang. Hẳn là bạn đã bắt gặp kiểu tóc mái thưa ngang ở đâu đó, vì kiểu tóc mái này đã tung hoành ở Hàn Quốc từ rất lâu, giúp các cô gái trẻ hơn rõ thấy, đến độ các tín đồ làm đẹp Nhật Bản cũng mê mệt theo nữa là. Theo các hairstylist, kiểu tóc mái thưa cắt ngang với phần rìa tóc mái ôm sang hai bên sẽ làm gương mặt trông mềm mại hơn, tăng vẻ dày dặn cho phần trán và tất nhiên phù hợp với những cô gái mà có trán phẳng. 6. Kiểu tóc mái thưa uốn xoăn nhẹ. Kiểu tóc mái này lên ngôi trong vài năm trở lại đây và trong năm 2020 này cũng chưa hề hết hot. Mang hơi hướng từ những người đẹp thuộc xứ sở Kim Chi, đây là kiểu tóc mái được các nàng cực kỳ yêu thích, dịu dàng và xinh xắn với kiểu tóc mái nữ tính nhẹ nhàng. 7. Kiểu tóc mái nữ đẹp dễ ngồi giữa. Kiểu tóc mái này vô cùng đáng yêu với phần tóc mái được uốn nhẹ một chút ra phía bên ngoài, tạo được điểm nhấn cho khuôn mặt. Các nàng sẽ sở hữu một gương mặt thanh thoát hơn. 8. Kiểu tóc mái dài, sang trọng, quyến rũ. Không thể phủ nhận các nàng sẽ vô cùng ấn tượng, sang trọng và quyến rũ với kiểu tóc mái này. Với kiểu tóc mái này thì mái tóc của bạn dường như trông dài ra và suôn mềm vô cùng. Hãy thử ngay kiểu tóc mái này nhé các nàng. 9. Kiểu tóc mái chéo uốn. Không quá kén chọn khuôn mặt như những kiểu tóc mái khác, nhưng kiểu tóc mái chéo uốn cũng được nhiều nàng lựa chọn, phù hợp với nhiều kiểu tóc khác nhau. Phần tóc mái được kéo hết sang một bên, uốn nhẹ để tạo độ phồng ôm lấy khuôn trán của các nàng, sẽ rất xinh xắn và dịu dàng. 10. Kiểu tóc mái nữ đẹp phồng sang trọng. Kiểu tóc mái này thì giúp các nàng khoe trọn khuôn mặt sang chảnh của mình, cùng với việc tóc mái được hớt toàn bộ lên cao sẽ giúp mặt bạn thoáng và sáng hơn rất nhiều. Có thể kết hợp với kiểu buộc tóc đuôi ngựa, càng tôn lên vẻ đẹp quyến rũ, sang trọng cho khuôn mặt. Kiểu tóc mái này thì đòi hỏi một chút kỹ thuật khi tạo kiểu, nhưng cũng sẽ không quá mất nhiều thời gian của các nàng đâu nha. 11. Kiểu tóc mái ngố ngộ nghĩnh dễ thương. Những cô nàng mang phong cách baby dễ thương chắc chắn sẽ không thể bỏ qua kiểu tóc mái này. Kiểu tóc mái ngố này khá kén mặt với diện mạo hài hước, siêu ngố. Không phải cô nàng nào cũng đủ can đảm để thực hiện nó. Thế nhưng nó vẫn rất phù hợp với những cô nàng mà có khuôn mặt V-line cùng một phong cách thời thượng. Kiểu tóc mái này sẽ giúp khuôn mặt của nàng thêm thanh tú, trẻ trung và siêu cute như những nàng búp bê vậy. 12. Kiểu tóc mái nữ đẹp xoăn xù mì vintage.
Kiểu tóc mái này sinh ra như để dành riêng cho những cô nàng mà đam mê phong cách cổ điển, thích vẻ đẹp quyến rũ nhẹ nhàng mang tên vintage thì không thể bỏ qua kiểu tóc mái xoăn xù mì vintage này được. Với những lọn tóc gợn sóng, bồng bềnh, kiểu tóc mái này sẽ khiến khuôn mặt của bạn trở nên cá tính, cuốn hút. Cùng với trang phục phù hợp thì bạn sẽ giống như một cô tiểu thư kiêu kỳ. 13. Kiểu tóc mái bằng. Đây là kiểu tóc mái không còn xa lạ gì với các cô nàng. Không những giúp các nàng ăn gian tuổi hơn nữa, mà còn có khả năng ăn gian chiều cao nếu như các nàng kết hợp kiểu tóc mái bằng này với những mẫu tóc ngắn, trẻ trung, cá tính nữa đấy. 14. Kiểu tóc mái ngố vòng cung. Đây là kiểu tóc mái lạ lẫm nhất với các cô gái, nhưng chắc chắn những cô nàng phá cách yêu thích sự khác biệt sẽ là sự lựa chọn kiểu tóc mái này, khoe những đường nét đẹp trên khuôn mặt của mình. 15. Kiểu tóc mái chéo duỗi thẳng. Đây là kiểu tóc mái đã có từ rất lâu nhưng vẫn được các cô nàng lựa chọn rất nhiều trong năm 2020 này, do kiểu tóc mái mang phong cách đơn giản nhưng vẫn rất là dễ thương và quyến rũ. 16. Kiểu tóc mái nữ đẹp dấu phẩy. Đây là kiểu tóc mái được người đẹp kim chi không ngừng lăng xê do nó tạo được ấn tượng với người đối diện. Có thể nói đây là kiểu tóc mái rất mới lạ, thể hiện nét cá tính trên khuôn mặt của các người đẹp. 17. Kiểu tóc mái ngố lưa thưa. Kiểu tóc mái này thì có vẻ thân thiện hơn, bạn trông rất thời trang, trẻ trung, năng động với kiểu tóc mái này. Một điểm cộng của kiểu tóc mái này là bạn không mất quá nhiều thời gian để cắt mái thường xuyên, vì để cho phần mái dài ra chút sẽ thành kiểu mái lưa thưa, rất được ưa chuộng và lại cực kỳ xinh. 18. Kiểu tóc mái ngố uốn xoăn. Một gợi ý rất hay ho dành cho các cô nàng thích thay đổi đây rồi. Với phần xoăn nhẹ kết hợp với kiểu tóc mái ngắn quá nửa trán, khiến bạn ngoài vẻ đẹp ngộ nghĩnh đáng yêu thì trông bạn giống như cô tiểu thư đài các, quyến rũ, cuốn hút mọi ánh nhìn. 19. Kiểu tóc mái dài dễ ngô lệch sang chảnh. Kiểu tóc mái dài luôn là bạn đồng hành của các quý cô bởi phù hợp với rất nhiều gương mặt khác nhau, giúp nàng che đi khuyết điểm hiệu quả. Kiểu tóc mái dễ ngô lệch 37 được chị em rất ưa chuộng, mang tới vẻ đẹp sang chảnh, quyến rũ. Bạn có thể kết hợp cùng với tóc dài hay là tóc ngắn đều rất ấn tượng. 20. Kiểu tóc mái dài kết hợp với tóc ngắn. Tóc ngắn kết hợp với mái thưa sẽ mang đến vẻ đẹp trẻ trung và đáng yêu. Khi kết hợp với kiểu tóc mái dài sẽ là ngọt ngào, cuốn hút, cá tính, sắc sảo hơn. Nàng sẽ lựa chọn phong cách nào? 21. Kiểu tóc mái 28. Phần tóc mái là một trong những điểm nhấn cực kỳ quan trọng của khuôn mặt. Và với kiểu tóc mái 28, bạn chỉ cần để dài từ chân mày cho đến qua tai và uốn xoăn nhẹ lọn tóc phía gần tai sẽ giúp tạo điểm nhấn cho khuôn mặt của bạn. Trông bạn sẽ quyến rũ hơn rất nhiều với kiểu tóc mái này. Đây cũng là kiểu tóc mái hợp với dạng khuôn mặt vuông, tròn, dài cả trái tim lẫn trái xoan. 22. Kiểu tóc mái chia ngôi giữa tạo bồng. Kiểu tóc uốn mái dáng chữ M bồng bềnh này sẽ giúp ôm lấy khuôn mặt. Kiểu mái vừa tạo hiệu ứng tóc dày, phồng hơn hẳn, vừa tôn lên gương mặt sắc sảo, cá tính của các cô gái. Kiểu tóc mái này thì cực kỳ hợp với chị em mà muốn có vẻ ngoài vừa xinh đẹp, trẻ trung, vẫn sang chảnh, kiêu kỳ cho nhan sắc của mình. 23. Kiểu tóc mái mưa gợn sóng lan tăn. Cá tính nổi loạn như Huy Na cũng mê kiểu tóc mái lưa thưa, gợn lọ này, nhất là khi kết hợp cùng với tóc xoăn lan tăn nữa là hoàn hảo. Điều thú vị nhất ở kiểu tóc mái này chính là những cô nàng vẫn tự ti với mái tóc bông xù tự nhiên là để mái xoăn ngon ơ mà chẳng tốn công tạo kiểu. Đừng cố là cho tóc thẳng, để mái xoăn nhẹ như Huy Na cũng xinh đấy chứ. 24. Kiểu tóc mái bay. Kiểu tóc mái bay được biến tấu với rất nhiều độ dài khác nhau, cắt tỉa tùy vào gương mặt bạn. Thông thường kiểu tóc mái bay sẽ có độ dài qua mắt đến khóe môi. Nghệ sĩ tóc thường sẽ uốn xoăn phần tóc mái này của bạn nhằm giúp tóc che bớt đi một phần gương mặt. 25. Kiểu tóc mái xéo dài. Mái dài là trào lưu hiện đại được phái đẹp hưởng ứng trong những năm gần đây và trong năm 2020 nó cũng vẫn chưa giảm độ hot. Nếu nàng cảm thấy việc để tóc mái thật phiền phức nhưng nàng vẫn muốn kiểu tóc có điểm nhấn riêng thì để kiểu tóc mái xéo dài chính là lựa chọn cực kỳ phù hợp. Phần tóc mái sẽ được tỉa mỏng lệch qua một bên thả theo tóc. Độ dài thông thường của mái sẽ dài hơn lông mày, kéo xuống gần gò má. Ngay cả khi mái tóc dài thì kiểu tóc mái của nàng vẫn sẽ trông rất tự nhiên và nữ tính. Nàng có thể uốn nhẹ phần tóc mái dài này để tạo độ phồng cho tóc. Đặc biệt, kiểu tóc mái xéo dài uốn nhẹ cùng với tóc ngắn đang là kiểu tóc rất hot khi trào lưu tóc ngắn lên ngôi đấy. Mái tóc có phần quan trọng làm nên nét đẹp của người con gái.
nhất là phần tóc mái khi nó ảnh hưởng trực tiếp đến mặt tiền của khuôn mặt. Mắt những bạn gái có ý định cắt tóc mái nhưng chưa biết chọn kiểu tóc nào cho hợp, những kiểu tóc mái đẹp dễ thương mà con gái nên để nhất hiện nay để bạn có thể chọn lựa một kiểu tóc theo sở thích và phù hợp với bản thân. Các kiểu tóc mái đẹp trên đây mà Blog New gửi đến các bạn là những mẫu tóc đang được đông đảo chị em phụ nữ lựa chọn và tạo những cơn sốt trong năm 2020 này. Hy vọng với những kiểu tóc mái nữ đẹp trên đây thì các nàng sẽ có lựa chọn hoàn hảo cho bản thân để tôn lên nét đẹp nhất của khuôn mặt, giúp bạn trông trẻ trung và tràn đầy sức sống hơn. Chúc các nàng luôn xinh đẹp với phong cách thời trang và kiểu tóc hợp thời của mình, tự tin xuống phố nha! Các bạn thấy video hôm nay của Blog New như thế nào? Có thể để lại bình luận bên dưới chia sẻ cảm nhận của mình nha! Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần chọn video ở bên tay trái hoặc bên tay phải màn hình nha! Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và nhấn theo dõi kênh để nhận được thêm nhiều video mới nhất về kinh nghiệm làm đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.